Chào mừng toàn thể anh em đồng chí đến với Hồi Ức Thời Chiến, kênh chuyên về lịch sử Việt Nam qua góc nhìn và lời kể gần gũi với giới trẻ. Anh em xem là thích, click là nghiền. Và hôm nay mời anh em cùng với Hồi Ức Thời Chiến đến với chân dung ông tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng kỳ lạ nhất chế độ cũ, một phần lịch sử đầy những rối ren, đầu đá nội bộ trong lòng Việt Nam Cộng Hòa. Những lời tự thuật trước lúc ra đi của ông tướng này như chiêu cuối của Yasuo chăn chối đã hé lộ nhiều bí mật của chính thể Cộng Hòa trước giờ còn đang bỏ ngỏ. Vậy thứ gì đã gây ra sự đổ vỡ từ bên trong cái chế độ bù nhìn đó? Và nó ảnh hưởng ra sao đến cả cuộc chiến? Đâu là nguyên nhân dẫn tới thất bại của chúng năm 1975? Vậy ngay bây giờ, mời anh em yên vị theo dõi hết video ngày hôm nay của chúng mình nhé! Chả là dựa trốn quan trường tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa đầy bất ổn, mấy bố thì cứ thích là lại đảo chính, lâu lâu lại lật đổ một lần. Nên là các tướng lĩnh và ngay cả ông Tổng thống cứ phải một tay lo chuyện chiến sự, tay còn lại lo che lưng để khỏi bị đâm sau lưng. Lao nháo là bị đảo chính ngay. Ấy thế mà có một ông tướng rất kỳ lạ, là ông Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn, thét ra lửa mà lại chỉ cặm cụi ngồi bàn giấy, đứng ngoài tất cả các vụ đảo chính trên chính trường, khiến ông Tổng thống Thiệu cũng chướng tai gai mắt mà không làm gì được. Ngồi ở vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội tới 10 năm, chính trường đầy những dị nghị và đầu đá của chế độ Cộng Hòa. Trong đội ngũ những viên tướng của chế độ Sài Gòn, Cao Văn Viên là một trong những gương mặt ít bị tai tiếng nhất và cũng ít gặp sóng gió nhất. Dù đã nắm trong tay quyền bính tới 10 năm, từ năm 1965 cho đến khi bỏ của chạy lấy người những ngày cuối tháng 4 năm 1975 sang Mỹ, Cao Văn Viên sinh ngày 11 tháng 12 năm 1921 tại Vientiane, Lào, và vì thế cha mẹ ông đã đặt cho ông ta cái tên là Viên. Câu chuyện quanh ông tướng này tóm gọn như sau. Chả là vào năm 1971, choáng váng bởi tổn thất nặng sau chiến dịch Lam Sơn 749, ông Thiệu nhờ Trần Văn Đôn nói với đại tướng Cao Văn Viên, nhân vật chính của chúng ta, hiện là Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn rằng hãy quét tầm nhìn chiến lược đến các quân khu, chịu khó tiếp xúc với các tư lệnh vùng để tăng cường quân lực, chứ đừng mãi ở trong văn phòng riêng như ông Viên vẫn làm. Tại sao ông Thiệu không trực tiếp nói với Cao Văn Viên mà phải nhờ Trần Văn Đôn? Bởi Thiệu có nói nhưng mà đại tướng Viên vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi một chỗ để chỉ huy ngót 1 triệu quân qua điện đàm là chính. Ông Đôn gặp Cao Văn Viên hỏi lý do. Ông Viên bảo, tôi đã xin từ chức mấy lần mà ông Thiệu không chấp thuận, nên tôi cứ ở văn phòng làm việc mà thôi. Trong khi đất nước có chiến tranh, nhất là năm 1972, chiến trường sôi động, mà ông Tổng tham mưu trưởng chỉ ngồi văn phòng làm việc miễn cưỡng, làm sao các sĩ quan binh lính ngoài mặt trận khỏi dị nghị được. Ông Đôn viết trong hồi ký như thế và thêm, tôi hỏi ông Thiệu, nếu Tổng thống không bằng lòng, thì sao không đổi người khác để làm việc hữu hiệu hơn? Hai người này, kể thêm Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng, là người của Mỹ chọn. Nếu tôi đổi hai người này thì Mỹ sẽ phản đối, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Cái khó khăn của tôi Âu cũng chỉ là đối đầu với Cộng sản. Thật ra trở ngại và khó khăn cho tôi là Mỹ. Ví dụ như việc bổ nhiệm người trong nội các, người nào Mỹ không phản đối thì được, còn phản đối thì khó mà làm việc. Rõ vậy, ngay Cao Văn Viên có lần ngán ngẩm buột miệng, sổ toẹt về tính chất tầm gửi của đội quân Sài Gòn vào Mỹ khi phái đoàn nghị sĩ và dân biểu đến gặp để hỏi về chiến lược quân sự của Bộ Tổng tham mưu. Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm chiến đấu ở đây là người Mỹ. Chính sách đó do họ đề ra. Chúng ta chỉ theo họ mà thôi. Câu trả lời quá rõ, xin miễn bản. Hóa ra ông tướng Viên này sống thọ, ngồi ầm ghế lâu là vì nghe theo quan thầy Mỹ, không tranh ngôi đoạt vị, đứng ngoài các cuộc đảo chính. Ngày 11 tháng 11 năm 1960, xảy ra cuộc đảo chính đầu tiên trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu. Cao Văn Viên đã bị lực lượng đảo chính bắt giữ, nhưng họ đã không thuyết phục được ông ta đi theo họ. Sau năm 1975, tại Mỹ, Cao Văn Viên kể lại, ngày 11 tháng 11, khi nghe tiếng súng đầu tiên nổ lớn, tôi đích thân lái xe đến phủ, đi vòng phía vườn tao đàn. Một lính nhảy dù võ trang tiểu liên, hùng hổ la to bảo ngừng xe. Tôi chưa kịp quay kiếng xuống để hỏi, thì anh ta nổ súng. Kiếng trước bể tung, may phước tôi không bị thương. Vừa bước khỏi xe, tôi được lệnh đến ngồi dưới gốc một cây me với vài quân nhân bị bắt như tôi. Liền lúc đó một xe jeep nhà binh chở tới. Anh lính nhảy dù vừa hô, vừa bắn xối xả vào xe. Người tài xế chết ngay tức tốc. Tôi không thấy tận mắt những gì diễn tiến sau đó tại Dinh Độc Lập. Được biết là tướng Khiêm, Trần Thiện Khiêm về kịp để can thiệp. Tướng Nguyễn Khánh nhảy dao giờ chót vào dinh để chỉ huy. Phiến quân tàn rã, số sĩ quan mưu loạn trốn qua Campuchia. Cao Văn Viên nhận định rằng Mỹ đã sử dụng cuộc đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960 và vụ hai phi công Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử ném bom Dinh Độc Lập vào tháng 2 năm 1962 như hai cảnh báo liên tiếp đối với Ngô Đình Diệm trước khi tiến vào giai đoạn chót là lật đổ ông ta vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Trong những năm tiếp theo,
chính trường Sài Gòn chịu những biến động liên tiếp, khôn lường và đầy bất trắc. Cao Văn Viên đã rất cố gắng tránh né để khỏi phải tham gia các trò lật đổ. Trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, tiến hành bởi nhóm tướng lĩnh có máu mặt nhất của chế độ Sài Gòn như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim. Với sự đồng lõa của quan thầy Mỹ, lúc đó vị đại tá Viên ngồi rất ấm ghế tư lệnh lữ đoàn nhảy dù thiện chiến. Ông ta vẫn tiếp tục duy trì lòng trung thành với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sáng đó, cùng với tất cả các vị tư lệnh, mọi quân binh chủng và giám đốc nhà sở tại Sài Gòn nhận được lệnh của Trung tướng Trần Văn Đôn, quyền Tổng tham mưu trưởng. Cao Văn Viên phải lên trình bộ Tổng tham mưu để nhận lệnh hành quân. Thay vì như thường lệ, Cao Văn Viên lại được đưa lên gặp Trung tướng Dương Văn Minh. Minh lớn. Đúng 1 giờ 30 chiều, Trung tướng Dương Văn Minh, nhân danh Chủ tịch Hội đồng Cách mạng, tuyên bố với tất cả các sĩ quan hiện diện rằng quân đội đã đứng lên làm đảo chính chế độ Ngô Đình Diệm. Tướng Minh hỏi từng người xem thái độ của họ đối với cách mạng như thế nào. Khi tướng Minh hỏi, tụi moi đảo chánh, tòa nghĩ sao? Cao Văn Viên đã trả lời, đảo chánh là một chuyện quốc gia đại sự. Sao tới giờ phút này, Trung tướng mới cho tôi hay? Trong lúc đó, một sĩ quan tùy viên của tướng Minh chĩa súng carbine vào lưng của Cao Văn Viên. Vài phút sau, Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc An ninh Quân đội Sài Gòn kêu Cao Văn Viên lên đài phát thanh tuyên bố theo phe đảo chính, nhưng vấp phải câu trả lời dứt khoát là không có gì để tuyên bố cả. Cao Văn Viên tiết lộ, chính tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh giết hai ông Diệm và Nhu. Nguyễn Văn Nhung, vệ sĩ của Minh, lập tức được tăng thiếu tá sau vụ ám sát. Nhung bị an ninh quân đội bắt đem về giam giữ tại lữ đoàn dù của tôi. Hôm sau tôi được Phúc trình báo, Nhung đã tự treo cổ bằng một sợi dây dày nhà binh. Có lẽ vì Nhung biết không tránh khỏi tử hình nếu bị giải ra trước tòa vì Nhung phạm quá nhiều tội ác. Trong ngày hôm đó, Đại tá Cao Văn Viên may mắn chỉ bị còng tay nhưng không bị giết. Sau này ông ta kể, tôi chỉ là một quân nhân, không làm chính trị. Quân cảnh lên còng tay tôi. Tôi ngồi chờ trước cửa văn phòng ông Dương Văn Minh. Tôi tự hỏi, sẽ chung số phận với Lê Quang Tung, Hồ Tấn Quyền chăng? Ông Tôn Thất Đính bước ra can thiệp, mở còng cho tôi. Hôm sau tôi được thả, nhưng bị quản thúc tại gia ở đường Ngô Quyền, Chợ Lớn. Khoảng một tuần sau, tôi về chờ lệnh tại Bộ Tổng tham mưu. Tôi vô cùng chán nản, không tha thiết ở lại quân đội vì tình huynh đệ trì binh không còn nữa. Anh em một nhà giết hại lẫn nhau. Nếu có lệnh đẩy tôi làm tùy viên quân sự tại Lào, tôi chấp nhận ngay. Vientiane là nơi tôi ra đời. Tên tôi là Viên, là vần đầu tiên của thủ đô Vientiane. Có thể nói rằng, chính nhờ sự can thiệp như trên của tướng Đôn Thất Đính, nên Cao Văn Viên đã chỉ bị cách ly mà không bị rơi vào số phận bi thảm như các đại tá Hồ Tấn Quyền và Lê Quang Tung. Chính thái độ bề ngoài bình tĩnh và ổn định của Cao Văn Viên trong thời gian xảy ra cuộc đảo chính đầu tháng 11 năm 1963 đã khiến ông ta nhận được một sự kính nể nhất định trong chính giới và quân đội Sài Gòn. Và cũng từ thời điểm đó, ông ta đã ngày càng muốn tách mình ra các biến động chính trị, tài hại, lá mặt, lá trái, xoay như trong chóng trong hệ thống chính quyền bù nhìn và thường than phiền với bạn bè. Tôi không muốn biến bạn thành thù trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Cao Văn Viên từng bị các nhà nghiên cứu về chế độ Sài Gòn đánh giá là một vị tổng tham mưu trưởng bất lực, vì ông ta luôn tìm cách tránh né phải trực diện giải quyết các vấn đề trọng yếu. Không bao giờ ông ta nêu ra những ý kiến trái với quan điểm của các quan thầy Mỹ. Ông ta cũng ít khi đưa ra những góp ý trong điều hành đường lối quân sự đối với lãnh đạo quốc gia để tránh tự làm rắc rối cho mình hay tránh gây ra các ngờ vực từ phía Tổng thống. Lập luận quen thuộc của ông ta là chính sách quốc phòng đã được Tổng thống ấn định, lẽ đương nhiên là với ý kiến vay mượn từ phía Mỹ. Phương tiện và kế hoạch đã được khai triển bởi MACV. Các tư lệnh quân đoàn, sư đoàn và quân khu phải thi hành chính sách và kế hoạch đã được quyết định mà không được hạch hỏi lôi thôi. Khi một viên tướng lão làng của chế độ Sài Gòn là Nguyễn Văn Là, phụ tá của Viên, cảm thấy khó chịu với cách điều hành vi phạm hệ thống quân giai này của Tổng Thiệu và hỏi Viên, họ coi Tổng tham mưu như đồ kiểng, đại tướng có thấy vậy không? Ông ta đã trả lời, cứ kệ họ, như vậy thì mình càng ít việc. Trước sức ép mãnh liệt của dư luận và áp lực quân sự của quân giải phóng, ngày 21 tháng 4, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Không lâu sau đó, nhận thấy tình hình là vô vọng, tướng Cao Văn Viên cũng từ nhiệm vào ngày 27 tháng 4 và xin giải ngũ, sang Mỹ nhập cư và mất tại Arlington, tiểu bang Virginia. Cao Văn Viên, hình ảnh một ông tổng tham mưu xa lánh chính trị trong thời kỳ đen tối, đấu đá nội bộ lẫn nhau tại chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Những bộ óc điều hành một chính phủ bù nhìn còn mải mê tranh giành lẫn nhau, giết hại lẫn nhau vì danh lợi, thì người dân sẽ không thể thấy một tương lai tốt đẹp hơn, một bình minh ló dạng hơn. Bài học của lịch sử này vẫn còn đó và còn nguyên giá trị. Và video của Hước Thời Chiến xin được khép lại tại đây. Và nếu thấy nó hay và bổ ích, xin mời anh em bấm vào like và chuông để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video khác của chúng mình nhé.